Em chào chị ạ. Đây là CV của em. Ok em. Em có phải Nam Anh không ạ? Đúng ạ, em là Trang Nam Anh. Nhà em gần chợ mơ, chị không thể ở trên CV của em ạ. Nhưng mà em có nhầm không? Công ty của chị đang tuyển thiết kế đồ họa, không tuyển bảo vệ. Đây chị ạ. Đây là... Em... thì nói đi xin việc ở chỗ khác chị. Em làm được nhiều việc thế, chắc là có tài năng. Em có thể giới thiệu về bản thân? Vâng, em tên là Trang Nam Anh. Nhà em gần chợ mơ. Nhà em ở cầu Tây Anh Em. Em tên là Nam Em. Được rồi. Chị không hỏi về gia đình em. Em có thể giới thiệu về kinh nghiệm làm việc của mình không? Vâng, em làm bảo vệ ở Chùa Vàng Ba. Em làm tốt nhá. Xong, một ngày có một bà khác đến chùa. Thầy phán là tạm thu kiếp trước làm cái ngục. What? Càng ngục nên kiếp này phải yêu bảo vệ. Đổi ly dị trầm, phải yêu em. Thế mới chết cơ. Em sợ nghỉ việc luôn. Ok, cho chị hỏi về chuyên môn của em nhá. Chuyên thiết kế của em là 2D hay là 3D? Chị này, em chuẩn màn, không bảo vấn đề gì cả. Nghiêm túc nhá. Em nghiêm túc mà. Nếu khách hàng muốn sửa sản phẩm nhiều lần thì em làm thế nào? Em tạc chết nó luôn ý. Em có thời gian đâu mà em đi sửa lại đâu. Em cho nó đi về quê làm chú thích ở đây luôn. Nếu font bị lỗi dấu tiếng Việt thì em có thể làm lại cái font này. Chị ơi, sao lại bị lỗi thế? Cái tăng làm phone này ấy, không làm cho tu tế được à? Em có muốn làm sếp của chị luôn không? Mời em ra ngoài. Tiếp. Tôi chính là chủ tịch đấy. Đừng bao giờ kinh tưởng người khác. Em xin phép. Có duyên. Bạn apply vị trí kế toán đúng không? Dạ vâng ạ, đây là CV của em ạ. Giải nhất cuộc thi tiếng Anh quốc tế, ấn tượng đấy. Em cảm ơn chị ạ. Em có thể giới thiệu về bản thân? Em là một người rất là lạc quan và vui vẻ. Hai câu em thích nhất là cảm ơn và xin lỗi ạ. Em là một người lịch sự đấy. Em cảm ơn chị ạ. Vậy tại sao em lại nghỉ việc ở công ty cũ? Em chỉ sơ suất nhỏ trong việc viết hóa đơn mà em bị đuổi việc luôn ạ. Thế em sơ suất thế nào mà lại bị nghỉ việc luôn? Em viết hóa đơn 10 triệu, bị thiếu mất 2 số không chị ạ? 2 số thôi. Thế là 1 tỷ, em viết thành 10 triệu. Vâng, em biết là em sai, nhưng mà em nói xin lỗi rồi mà. Mời em ra ngoài, ngay! Ngay! Ra ngay! Hãy nói về khả năng của bạn trong 5 từ. Thật không thể thì nổi. Theo anh chị, kiên nhiều để làm gì? Dạ, em chào anh ạ. Thế là một tí, xin lỗi. Làm cái ngục. Cái ngục. Cái ngục. Ngục. Trên non là... Cho nên là... Tôi chính là chú chích đấy. Chú thích. Được. Em viết hóa đơn 10 triệu, bị thiếu mất 2 số không chị ạ. Thế là một điểm. Phải